Ngày hôm nay thì em Hương lại về thêm một chiếc xe Chevrolet Cruze. Nhưng điều đặc biệt các bác nhé, bình thường là em Cruze số sàn của bản Việt, thì hôm nay em về thêm Cruze số sàn bản nhập các bác nhé. Cruze số sàn bản nhập xe Mộc Nguyên, vừa mới về đây, em quay trực tiếp cho bác xem luôn này. Máy Ecotec đời 2011. Nhiều bác ví rằng Cruze nó đầm và chắc như là Camry vậy. Bản nhập các bác nhé, bản Việt đi đã sướng rồi. Đây là bản nhập này, 1.6. Riêng bản nhập có thêm cả cửa sổ trời cho em ạ, vì bản Việt thì không có cửa sổ trời. Bản nhập 1.6 có cửa sổ trời, máy số ngon. Bản nhập Hàn nguyên chiếc với động cơ trang bị 1.6. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe số sàn giá chỉ tầm hơn 200 triệu thôi, thì các bác ơi để lại số điện thoại cho em nào. Sau một mùa World Cup thì em về thêm khá là nhiều xe đẹp nhé các bác nhé. Đây, một chiếc xe giá 265 triệu nhập Hàn nguyên chiếc, Cruze nhập, có đầy đủ cửa sổ trời cho em. Cụm đèn pha là đèn halogen, nước sơn màu nâu đẹp, mang biển kiểm soát 17 Thái Bình, có đèn gầm đầy đủ cho em ạ. La răng thể thao phanh ABS, một dàn lốp. Nếu như dàn lốp này thì hơi kém một chút rồi, có thể em sẽ thay hai quả lốp trước nhé. Hai quả lốp trước nhìn hơi kém, em sẽ thay hai quả lốp trước này. Xin nhan trên hông này, cột kèo keo chỉ kính zin nguyên bản cho em. Số sàn 2011 em đang bán là 265 triệu. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe đi gia đình, form dáng dài rộng sang, phân khúc cỡ xe, đây các bác nhìn nhé. Đặc biệt này, bản nhập sẽ khác với bản Việt là em nó là có cửa sổ trời này. Vô lăng thì tích hợp phím bấm này, đèn pha này, nhiều chế độ luôn. Riêng dòng nhập thì sẽ có cả sấy sưởi ghế hai vùng. Đây cũng là điều đặc biệt hơn so với bản Việt nhé. Bản Việt sẽ không có sấy sưởi ghế này. Có khả năng là bên Hàn họ sẽ lạnh hơn bên mình nên họ có sấy sưởi ghế. Nhưng em đã từng trải nghiệm rồi, có thêm cái này rất là ok luôn. Các bác ngồi vào mùa đông, ghế da có lạnh, mình có thể sấy sưởi ghế lên hai vùng lên. Túi khí an toàn thì trang bị hai túi khí an toàn giống như bản Việt, trên vô lăng cũng vậy. Táp lô, táp ni và ghế da là đồng nhất màu với em, kết hợp giữa màu lâu bò và màu đen, cực kỳ sang trọng và sạch sẽ này. Nước sơn màu đen đẹp, xe vừa mới về các bác nhé, nước sơn vừa đen đẹp luôn. Cam kết cho các bác nhà mình là không đâm xô và không ngập nước, nội ngoại thất đều đẹp luôn. Có thêm cửa sổ trời, phía dưới có thảm 6D và có cho em thảm rối phía trên sạch sẽ gọn gàng rồi. Táp ly không hề có dấu hiệu bị xước này, keo chỉ còn nguyên. Hai quả lốp phía sau thì còn dày dặn và sâu, hai quả lốp này mới thay này, thì em sẽ giữ lại. Hai quả lốp phía trước có hơi kém một chút thì em sẽ thay để đảm bảo cho độ an toàn khi các bác đi lưu hành và sử dụng nhé. La răng thể thao phanh ABS đầy đủ cho em rồi. Số sàn 1.6 Cruze bản nhập khẩu đây, 265 triệu. Các bác nhà mình ơi, để lại số điện thoại kết nối qua Zalo, qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng tích lốp còn, máng nước hai bên cũng khá là đẹp luôn. Xe mộc thì không tránh được một chút bụi bẩn này, hơn nữa Hải Dương đang có những hạt mưa nên là hơi bẩn một chút. Em sẽ rửa dọn sạch sẽ từ nội thất, ngoại thất cho các bác nhà mình để các bác nhà mình có thể yên tâm sử dụng nhé. Cam lùi có này, biển 14 này, biển 17 Nam Định với nước sơn màu đen. Cảm biến va chạm phía sau là 4 mắt cảm biến, đèn hậu phía sau sáng, sơn zin sáng bóng luôn. Cực kỳ sáng luôn, nhìn xa các cái khớp lối với cái màu đen không hề nhìn thấy này. Đây ạ. Đó, một dàn lốp khá là dày nhá. Một dàn lốp thì có hai quả phía trước thì hơi kém, em sẽ thay. Có hai quả phía sau khá là ok đây, em sẽ giữ lại này. Để đảm bảo độ an toàn em sẽ thay những cái mà em cảm thấy nó không ưng ý ạ. Không ưng ý, bình thường họ vẫn để cho các bác chạy nhưng riêng em sẽ thay hết cho các bác để đi an toàn cho gia đình nhà mình ạ. Keo chỉ zin này, máy số ngon này. Sấy sưởi ghế đầy đủ cho em nhé. Sấy sưởi ghế, sấy sưởi kính này, điều hòa kính này, điều hòa ghế hai vùng này. Ốc nhái không hề bị bạn mở thêm cửa sổ trời, tăng thêm độ trẻ trung, khỏe khoắn hơn cho xe. Mà giá chỉ có 265 triệu thôi. Cruze số sàn bản nhập đây. Rất là hiếm khi em mua về Cruze bản nhập số sàn nhé, rất là hiếm luôn ạ. Em này đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 5, đến tháng 5 2023. Xin nhan trên hông, một dàn lốp là lốp Michelin, sẽ đảm bảo sẽ thay hai quả lốp trước cho các bác nhà mình. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết về chiếc xe Cruze 2011 số sàn bản nhập, xe vừa mới về, có một chút bụi bẩn này, chưa rửa dọn sạch sẽ. Đây các bác thông cảm, nhưng sau video này em sẽ cho đi rửa dọn luôn. Cam lùi có rồi, cam hành trình cũng có luôn. Bác nào quan tâm một chiếc xe đăng ký 5 chỗ ngồi bản nhập mà giá chỉ có 265 triệu, phân khúc cỡ xe, to, cao, đẹp, phong cách thể thao, để lại số điện thoại hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương 0354602790 là số hotline của em nhé. Rất mong rằng sau video này bác nào ưng Cruze nhập thì có thể alo trực tiếp cho em
Và đừng quên địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Lên Hồng, thành phố Hải Dương, lúc nào cũng phục vụ bà con nhà mình 180 đầu xe, với giá trị chỉ từ bao nhiêu? Chỉ từ 68 triệu thôi ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.